Cú sẽ chào mọi người nhé. Thì tiếp tục video tiếp theo thì Cú sẽ trở về với một con ạ server 500 là anh em gà nha. Thì đây cũng là cái server mà lúc Cú mới bước chân vào làng giao dịch viên thì được một anh top 1 của thời gian đầu ở server này ủng hộ mình, thành ra là mới có MR Cú ngày hôm nay nhé. Nói chung thì bây giờ không bao giờ quên được những cái kỷ niệm mà những ngày đầu vào làm giao dịch nó rất là khó khăn mọi người. Nhưng mà nói chung cũng rất là may mắn khi mà hai anh em đều không biết nhau mà ảnh chọn mình là người đồng hành. Và nói chung là cũng tạo nên tên tuổi của MR Cú ngày hôm nay. Thì hôm nay là có duyên thu được con ạc lê xe... thu được con ạc level 53 và thuộc server 500 thì hôm nay là Cú sẽ trở lại server. Thứ nhất là sẽ show cho các bạn xem con ạc level 53 này, và thứ hai là sẽ xả giá mềm cho các bạn con ạc này luôn. Thì đây là một con ạc level 5x và lực chiến của nó là 161k. Thì ở đây nếu như các bạn mang phi tiêu vào thì sẽ khoảng 167-170k nhé mọi người. Thì ở đây là một con ạc level 53 và nó sở hữu là 2 Venus cộng 6. Một cái đã được 8.000 điểm và một cái là đã được hạnh phúc đã được 4.000 điểm nha mọi người. Và team đó là một cái nhẫn cỏ may mắn cộng 7 và VIP Ares 58% luôn. Nhẫn kim cương thì cũng đã được 584 điểm rồi trên 1.000. Ở đây thì mở khóa luôn coi. À 600 điểm trên 1.000 rồi nhé các bạn. Thì về phần vũ khí thì ạc này khá là ok. Giá thành của nó Cú công bố với các bạn luôn là 1 triệu quay đầu luôn. Rất là ok nhé. Thì ở đây là chúng ta có super lũ đạn nè, super tủ thuốc, super lưu gạch, super phi tiêu vĩnh viễn. Thì nói chung là con ạc này có giá 1 triệu quay đầu ấy thì nó cũng không phải là mềm, nhưng mà nó rất là hợp lý khi mà nó có 4 super vĩnh viễn nha các bạn. Chứ thường thường thì những con ạc tầm trung ấy vũ khí của nó rất là hiếm, rất là ít có vũ khí vĩnh viễn. Thì ở bên đây chúng ta còn một cái hạnh phúc cộng 5 và đã được 3.300 điểm rồi. Các bạn cố gắng cài lên 6 thì ok. Ở level 53 thì lực chiến như thế này thì cũng khá là ổn nha mọi người. Về phần thuộc tính thì hiện tại mang lựu đạn là chỉ số tấn công 6.800, phòng thủ 5K7, may mắn là 5K2 và nhanh nhẹn là 5K6 nha các bạn. Về phần ngọc thì là cũng được một cái hạt nhân cam luôn. Ở đây thì chơi xuyên giáp chi nhỉ, không cần thiết lắm. Chúng ta sẽ chơi phong ấn hạt nhân, liên kích, bạo kích, thần báo, miễn kháng và bạo kích. Thì đây là một cái combo ngọc chuẩn nhất của game hiện tại. Còn đối với những bạn mà mạnh xíu thì nên bỏ cái thần báo hoặc là cái liên kích và thay vào đó là cái xuyên giáp sẽ ok nha mọi người. Còn ở đây là chúng ta đã sử dụng bét rồng mát level 70 luôn và đã đột phá được level 54 là 8.880 máu nha. Và đang tiếp tục nuôi một con bét phượng hoàng băng đã level 35. Và chòm sao ạc này thì khá là gà thôi các bạn, rất là thấp, thì chỉ số mỗi loại khoảng 250 điểm và hồi phục là 2k. Còn về phần chúc phúc thì vũ khí level 8 nè, nón 8, áo 8 và trợ thủ level 7. Đá khảm con ạc này á thì để xem, ở bên túi thì hầu như là không còn gì cả mọi người. Đây, ở đây thì cũng đã gần full 11, vẫn còn một viên đá vàng là level 10 nha mọi người. Đây, đá vàng level 10 thì chúng ta cũng đã được sẵn 2 viên rồi. Chỉ cần các bạn kiếm 2 viên chính nữa là chúng ta sẽ lên full 11 nha. Về thần khí con ạc này thì là bậc 4 cấp 9 nha mọi người. Và vật tổ con ạc này là 16, 17 và 16. Danh chạy thì để xem, danh chạy thì đã max level 30. Nói chung max level 30 thì cũng không khá là cao đâu các bạn. Ở đây để coi có cái gì không, lệnh bài thú cưng. Ở đây là bị cạn vàng rồi. Chứ nếu không thì để coi bán hết cái này thì được bao nhiêu. À, cả 100k vàng nha mọi người. Đây, Cú sẽ di chuyển sang phi tiêu cho mọi người xem để tăng lực chiến cao hơn. Đây, giá vàng còn mười mấy ngày nha mọi người. Thì lực chiến là đã lên được 167k và hiện tại là đang full gold. Ở đây thì cái thắt lưng cũng đã hết hạn rồi. 167k nha. Thì con ạc này có giá thành là dưới 1 triệu xíu luôn. Thì nếu như bạn nào mua thì liên hệ ngay cho MR Cú, để không thôi là sẽ mất nha mọi người. Mấy con ạc như thế này nó đắt như tôm tươi ấy. Hiện tại thì cũng còn một số ạc khác thì mọi người cứ kết bạn để tham khảo thêm nhé. Bây giờ thì Cú sẽ vào test sẵn cho mọi người xem. Ở đây thì đá giác vàng chúng ta cũng đã hết rồi nha. Còn chỉ khoảng 400-500 viên mỗi loại thôi. Thì đá giác vàng là các bạn có thể làm mỗi tuần cho Cú nhiệm vụ ghép này nè. Mở full và sau đó thứ bảy là chúng ta sẽ ghép ảnh nha.
thì mỗi tuần chúng ta sẽ nhận về là 150 viên mỗi loại, và mỗi ngày các bạn dành ra thời gian một xíu vào 7 giờ đến 8 giờ tối các bạn đi một trận danh chạy thì các bạn sẽ nhận được 10 đá giác vàng mỗi loại, và một tháng sẽ là 300 viên. Vậy là tổng cộng vừa cái tính năng ghép và cả danh chạy thì mọi người sẽ nhận được 900 viên mỗi loại nha. Còn thiếu thì các bạn kiếm thêm thôi. Bây giờ thì sẽ test sảnh cho các bạn xem thôi. Test sảnh thì chỉ vài trận, thành ra là cú sẽ không có ao nha, mà đi luôn. Level 53 thì mọi người ép còn lên tới 55, 56 là cầu cả chục năm nữa ấy, nếu như thật sự các bạn ao sảnh mỗi ngày nha. Tại vì mỗi cấp thì nó hơn 10 triệu ép lận, thành ra là rất là khủng khiếp, rất là lâu. Con ạc này đang có VIP, thành ra là mỗi trận chúng ta sẽ nhận về là khoảng 3k mấy 4k ép nha. Tuy nhiên thì sau khi các bạn ao trận 50 trận xong thì mỗi trận các bạn chỉ nhận khoảng 100 mấy ép thôi. Cho mình bắn một phát nào. Thì ở level 53 thì các bạn sẽ gặp từ level 43 đến level 63 nha mọi người. Gần đây thì hầu như là toàn những con ạc cũ thôi, làm video khá là chán cho nên là mới lôi những cái con ạc mà mình thu và đang rao bán ở Zalo để làm video cho mọi người xem mới lạ một tí xíu, sẵn đó thì giới thiệu đến các bạn luôn. Và bạn nào cần mua thì cứ liên hệ trực tiếp với cú qua số điện thoại hoặc là Zalo ở phần miêu tả, và cũng là số điện thoại và Zalo duy nhất nha, mình không có xài bất kỳ Zalo nào, và mọi kèo giao dịch thì các bạn nên gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc là có thể call video giùm mình, để tránh tình trạng là các bạn gặp Facebook hoặc là Zalo giả mạo nhé. Tại vì hiện tại thì bị phát rất là nhiều, cho nên là mọi người phải cẩn thận giùm mình. Tiếp tục là gặp một bạn 46 có vẻ khá là mạnh nha mọi người. Full dam luôn. Khá là trâu luôn các bạn. 46 mà trâu phết nha. Cara nó bao kinh khủng lắm nha mọi người. Lơ mơ là chúng ta thua như chơi ấy, chứ không đùa được đâu. Nhưng mà đối với con ạc mà lực chiến như thế này ấy thì nói chung là đi sảnh ok nha mọi người. Không có đến nỗi mà ăn hành mỗi trận đâu. Wow, một pha full đam. Hạt nhân ghê nhỉ. Bị phong ấn rồi chứ, khá là đen. Đấy, bảo kích nha các bạn. Tiếp tục là một pha ném skill của bạn level 46 kèm với ngọc xuyên giáp nha. Thì đây là một pha ném skill mid nha mọi người. Cú sẽ trả lại bạn ấy với một pha skill của mình. Đúng là kỹ thuật cũng rất là quan trọng nha. Thì mà rồi cú chỉ chơi được siêu cao thôi các bạn. Thì bây giờ là bạn ấy đã quyết định một pha full dam kèm với skill của Phượng Hoàng và ngọc bảo kích. Chúng ta có thể bị lật kèo nha. Ồ, rất là may mắn. Mười ba, mười bốn, vừa chuẩn luôn, vừa chuẩn luôn. Liên kích và thần báo nha. Ôi, toang rồi mọi người ơi. Rất may mắn là còn một cái pha thần báo. Tuy nhiên thì không biết là có đủ để kết thúc bạn ấy hay không đây. Những cái pha quan trọng thì lại mít. Chuẩn xác nha các bạn. Hên thật. Tiếp tục là gặp bạn Piccolo nha. Thì cứ đam thôi mọi người. Còn nếu như mà bạn ấy đào ấy thì mình chịu thôi. Chứ biết sao bây giờ, không lẽ tự nhiên mình vô mình đào thì cũng kỳ.
Wow, hạt nhân và bạo kích. Chắc là đào rồi. Chứ nếu như bây giờ bạn hãy chơi muốn đam cũng không thể nào đam nổi đâu. Nói chung thì hên xui đi. Wow, một pha full đam. Để lấy turn luôn. Ghê nhờ. Thì đây là một pha full đam và bow nha. Thì xuyên giáp và hạt nhân, nghiệp quật rồi mọi người. Ây, mít luôn. À, rất là may mắn. Hên thật. Hên là nó mít, chứ nếu không thì chúng ta bị mất sát rồi nha mọi người. Wow, phi tiêu bao cũng... Cái super phi tiêu này nè mọi người, thì nó sẽ giúp cho mọi người tăng điểm nhanh nhẹn khi mà các bạn kết hợp với Phượng Hoàng Băng, là một cái combo nhanh nhẹn khủng khiếp nhất của Genny Mobi. Và các bạn sẽ có tên trước. Và tên trước để làm gì? Tên trước thì có hai mục đích, đó chính là nếu như mà các bạn biết được đối thủ của chúng ta ấy lực chiến thấp hơn thì chúng ta đam. Còn nếu như mà chúng ta đón đầu được đối thủ chúng ta khá là trâu thì chúng ta sẽ băng và qua chôn thôi, hên xui thôi. Thì hai cái mục đích quan trọng của nhanh nhẹn là như vậy nha. Thì bây giờ là tiếp tục gặp bạn ấy rồi. Thôi bay đi. Bay đi ha mọi người. 7, 8, 9, 8, 10. Hình như bị rớt hố ấy. À, rất may mắn là không có bị rớt hố nha. Bay như thế này không biết làm sao mà lấy gốc nữa nè mọi người. Cay nghiệt thiệt chứ. À đây, tôi sẽ full đam, hạt nhân và bạo kích. Tiếp tục là một cái combo gãy cánh đối với level 46 nha. Bắn một cái là rụng cánh Phượng Hoàng luôn. Vui nhờ. Cầm những con ạc tầm trung xịn xịn như thế này chơi cũng khá là ok ha mọi người. Thì đây là con ạc ở server 500 và Cú sẽ đưa nó vào danh sách là sell up nha mọi người. Thì giá chỉ dưới 1 triệu thôi, các bạn nhanh tay. Và chưa chắc là Cú up cái video này lên mà con ạc còn nữa nha mọi người. Thì các bạn cứ kết bạn Zalo để xem nhiều con ạc hơn. Thì bây giờ là Cú cũng xin kết thúc video tại đây và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ MR Cú từ những móc nạp, những cái thẻ nhỏ nhất hay là những cái kèo giao dịch nhỏ nhất. Thì chỉ mong mọi người một điều rằng là mọi kèo giao dịch thì vui lòng gọi số điện thoại và call video để tránh tình trạng là mọi người bị mất tiền, mất ạc do bị phách giả mạo Zalo và Facebook lừa đảo rất là nhiều. Hiện tại giả mạo Cú rất là nhiều và ngoài ra thì Cú chỉ biết là up Facebook và up Zalo để cảnh báo mọi người thôi, chứ Cú cũng không biết làm như thế nào để mà triệt được những đứa đó nữa. Tại vì cả đời đó thì chỉ đi lừa đảo thôi, thành ra là việc của mình là phải cẩn thận và phải tỉ mỉ, nói chung là cẩn thận và phải check kỹ càng nha mọi người. Thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở video sau. Tạm biệt mọi người nhé.